Xin kính chào quý vị. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Xung đột Israel-Hamas đang bước sang những ngày tiếp theo mà chưa cho thấy bất kỳ dấu hiệu hạ nhiệt nào. Với tuyên bố sẽ trả đũa lực lượng vũ trang Hamas thật thích đáng sau cuộc tấn công bất ngờ của lực lượng này nhằm vào các khu vực thuộc địa phận của Israel. Israel đang cho thế giới thấy được một viễn cảnh nghiệt ngã đang hiện ra trước mắt. Được biết, dãy Gaza hiện tại đang là điểm nóng của các cuộc giao tranh giữa hai phe Israel và Hamas. Tuy nhiên, theo thông báo vừa qua từ phía Israel, hiện tại quân đội nước này đang giành được quyền kiểm soát khu vực. Theo đó, nhận định từ giới chuyên gia cho thấy, khả năng cao Israel sẽ tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào dãy Gaza để đáp trả các cuộc tấn công phối hợp vừa qua của Hamas. Hậu quả sẽ là khó lường nếu điều này thực sự xảy ra. Cụ thể, nếu viễn cảnh về việc Israel tiến hành một cuộc tấn công trên bộ xảy ra, thì kèm theo đó sẽ là nguy cơ làm bùng nổ giao tranh cận chiến tại các khu vực đông dân cư, bao gồm cả trong đường hầm dưới lòng đất và xung quanh nơi giam giữ các con tin. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong bài phát biểu trên truyền hình vừa qua đã so sánh lực lượng vũ trang Hamas với nhóm nhà nước Hồi giáo IS tự xưng nhằm nhấn mạnh quyết tâm về việc sẽ thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn với một lực lượng chưa từng có chống lại Hamas. Mục đích cuối cùng của Thủ tướng Israel là sẽ tiêu diệt hoàn toàn lực lượng vũ trang Hamas. Thống kê từ các bên cho thấy, số người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh nằm trong bối cảnh xung đột giữa Israel-Hamas đang ngày một tăng. Số lượng người thiệt mạng đã vượt qua con số 2.000 người. Trước diễn biến ngày một khốc liệt của cuộc xung đột, phía Israel cho biết đã huy động 300.000 quân dự bị cho chiến dịch thanh gươm sắt. Bên cạnh đó, chính phủ Tel Aviv cũng cho biết sẽ ngay lập tức cắt nguồn cung cấp nước cho Gaza như một phần của cuộc bao vây toàn diện trên lãnh thổ do Hamas kiểm soát. Ông John Spencer, chuyên gia tại Viện Chiến tranh Hiện đại thuộc Học viện Quân sự West Point của Mỹ, dự đoán trên mạng xã hội X rằng khả năng cao động thái tiếp theo của Israel sẽ triển khai chiến dịch chung trên không, trên biển, trên bộ, không gian lớn nhất trong lịch sử chống lại Gaza. Trong khi đó, chuyên gia Alexander Greenberg thuộc Viện Chiến lược và An ninh Jerusalem cho biết các cuộc tấn công trước hết sẽ nhắm vào các trung tâm chỉ huy và quân đội của Hamas với hỏa lực từ khắp mọi nơi. Vị này nói thêm, cùng lúc đó, bộ binh sẽ đồng thời chuẩn bị tiến vào Gaza. Trước chiến lược cuộc chiến đô thị của Israel, Hamas bị buộc phải chiến đấu tay đôi, giảm tầm nhìn, tăng nguy cơ mắc bẫy, làm mờ ranh giới giữa dân thường và binh lính và khiến xe bọc thép trở nên vô dụng. Cựu sĩ quan quân đội Anh, hiện là nhà phân tích của công ty tình báo tư nhân James, ông Andrew Galler nhận định, giao tranh trong thành phố là một chiến trường 360 độ vì các mối đe dọa có thể ở xung quanh mỗi người. Vùng đất Gaza với 2,3 triệu dân sinh sống vừa qua đã trở thành điểm nóng trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Theo đó, Gaza bị tàn phá, trở thành đống đổ nát sau các cuộc giao tranh qua lại giữa hai bên Israel và Hamas. Ảnh hưởng của cuộc xung đột giữa Israel và Hamas đã khiến hơn 180.000 người Palestine tại dải Gaza dồn vào các nơi trú ẩn của Liên Hợp Quốc khi các máy bay chiến đấu của Israel liên tục oanh tạc các khu vực thuộc dải Gaza. Trước việc xung đột ngày càng leo thang, hãng tin Reuters và CNN dẫn lời người dân cho biết họ không có lối thoát thực sự ở Gaza, nơi đã bị Israel và Ai Cập phong tỏa suốt 16 năm qua. Khi xung đột nổ ra, ngay cả các cơ sở của Liên Hợp Quốc, vốn được cho là vùng an toàn, cũng có nguy cơ bị nhấn chìm trong cuộc xung đột. Liên Hợp Quốc cho biết các cuộc không kích đã làm hư hại nhiều nơi trú ẩn của họ. Được biết, Rimon, khu thương mại nhộn nhịp của Gaza với nhiều nhà cao tầng, là nơi đặt trụ sở của các tổ chức viện trợ và truyền thông quốc tế, hiện đã trở thành một khu vực đầy miệng hố lớn, không thể ở được sau các cuộc oanh tạc dữ dội của Israel. Rimon từng bị ảnh hưởng bởi các cuộc không kích của Israel trong cuộc xung đột đổ máu năm 2021, nhưng không đến mức này. Thời điểm hiện tại, phần lớn người dân đang sinh sống tại dải Gaza phải chịu cảnh không có điện, nước và nhà máy điện duy nhất ở khu vực này đã hết sạch nhiên liệu. Một bác sĩ tại bệnh viện thuộc khu vực Gaza cho biết hiện nay bệnh viện đang quá tải và mọi thứ đang bắt đầu cạn kiệt, mặc dù đây chỉ là bước sang những ngày đầu của cuộc xung đột. Bên cạnh đó, quan chức Gaza cũng cho biết thêm, những trận không kích liên tiếp ở quận Karama, phía bắc Gaza, làm nhiều người thiệt mạng và bị thương, mắc kẹt dưới đống đổ nát. Tuy nhiên, do đường xá bị phá hủy nghiêm trọng và tình trạng thiếu thiết bị, nên xe cứu thương và các đội phòng vệ dân sự không thể tiếp cận những người mắc kẹt dưới đống đổ nát. Gaza, một trong những nơi đông đúc nhất trên trái đất, đã bị Israel không kích liên tiếp để trả đũa cho vụ tấn công bất ngờ của lực lượng Hamas.
xung đột giữa quân đội Israel-Hamas đang bước sang ngày thứ 6 và chưa thấy có dấu hiệu hạ nhiệt. Cập nhật thống kê từ cả hai phe được biết, hơn 400.000 người đã thiệt mạng khi các cuộc giao tranh giữa Israel và Hamas diễn ra. Cụ thể, trong thông báo mới đây, Cơ quan Y tế Palestine cho biết số người thiệt mạng ở dải Gaza đã tăng lên 1.200 người sau khi Israel tiếp tục các cuộc không kích để trả đũa vụ phong trào Hồi giáo Hamas của người Palestine tấn công Israel vừa qua. Hãng tin AFP dẫn tuyên bố của người phát ngôn Cơ quan Y tế Palestine ở dải Gaza rằng số người thiệt mạng đã tăng lên khoảng 1.200 người, còn số người bị thương thì tăng lên khoảng 5.600 người. Trước đó, lực lượng phòng vệ Israel IDF cũng thông tin ít nhất có 1.200 người Israel đã thiệt mạng trong cuộc xung đột Israel-Hamas đang diễn ra. Bên cạnh đó, Bộ Y tế Israel thông tin thêm hơn 2.900 người Israel bị thương. Vào ngày 7 tháng 10, phong trào Hồi giáo Hamas đã phát động chiến dịch cơn lũ Al-Aqsa, bất ngờ tấn công các thành phố thuộc địa phận của Israel bằng việc phóng hàng ngàn quả rocket. Đồng thời, lực lượng vũ trang Hamas cũng tổ chức các mũi xâm nhập vào lãnh thổ Israel bằng đường biển, đường bộ và dù lượn. Trước sự tấn công của lực lượng Hamas, quân đội Israel đã đáp trả lại bằng việc phát động chiến dịch gươm sắt với các cuộc không kích vào hàng loạt mục tiêu trên dải Gaza, hiện do Hamas kiểm soát. Trước việc xung đột giữa Israel-Hamas đang diễn ra ngày càng căng thẳng, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres ước tính có khoảng 220.000 người Palestine đang trú ẩn tại 92 cơ sở cứu trợ và tị nạn của Liên Hiệp Quốc trên khắp dải Gaza. Chính vì vậy, ông Guterres kêu gọi tiếp nhận nhân đạo nhanh chóng và không bị cản trở ngay lúc này. Cơ quan Y tế Palestine thông tin rằng các bệnh viện ở dải Gaza đang làm việc hết công suất và đã hết chỗ để điều trị những người bị thương do các cuộc không kích của Israel. Cơ quan Y tế nhấn mạnh các dịch vụ y tế đã đạt tới giới hạn nguy kịch bởi thuốc, vật tư y tế và nhiên liệu sắp cạn kiệt. Người dân Israel và Palestine là những đối tượng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do tình trạng căng thẳng leo thang tại dải Gaza do xung đột giữa lực lượng vũ trang Hamas và Israel. Gần 8.000 người thương vong trong các cuộc xung đột, nhưng các cuộc giao tranh giữa hai bên vẫn chưa có thấy bất kỳ dấu hiệu khả quan nào. Trước đó, vào rạng sáng 7 tháng 10, cảnh báo tấn công bằng rocket đã vang lên trên khắp các thành phố ở miền Nam và miền Trung Israel. Giới chức nước này đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sau cuộc tấn công của lực lượng Hamas. Khi xung đột bước sang ngày thứ tư, ít nhất 900 người Israel đã thiệt mạng, khoảng 2.500 người khác bị thương. Một người dân thuộc thành phố Ashkelon, Israel cho biết, tiếng còi báo động đánh thức mọi người dậy, có cả tiếng động dữ dội của rocket đáp xuống mặt đất. Sự việc xảy ra hoàn toàn bất ngờ với người dân nơi đây. Cả đất nước đau buồn, có những người mất, nhiều người bị thương. Trong khi đó, giới chức y tế dải Gaza cho biết, các cuộc không kích đáp trả của Israel đã khiến hơn 687 người dân Palestine, bao gồm ít nhất 140 trẻ em, số người bị thương là 3.700 người. Một người dân Palestine tại dải Gaza lại cho biết, mọi người trong khu vực chỉ biết chấp nhận số phận vì không có nơi nào để ẩn nấp. Các tòa nhà cao tầng bị sụp đổ hoàn toàn. Theo thống kê sơ bộ, xung đột giữa Hamas, Israel, nhiều tòa nhà, trường học đã bị san phẳng. Trên đường phố ở dải Gaza, lực lượng cứu hộ cứu nạn nỗ lực sơ tán người dân, đặc biệt là trẻ em. Có lẽ trong hoàn cảnh này, trẻ em chính là đối tượng chịu tổn thương nhiều nhất. Mới đây, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết số công dân Mỹ được xác nhận đã thiệt mạng trong cuộc chiến Israel-Hamas đã tăng lên ít nhất 22 người. Bên cạnh đó, còn ít nhất 17 người Mỹ nữa vẫn chưa được xác định danh tính. Thống kê mới nhất cho thấy số lượng nạn nhân mất mạng là công dân Mỹ trong cuộc xung đột Israel-Hamas đang ngày một gia tăng. Được biết, so với báo cáo ban đầu, số người thiệt mạng đã thêm 14 người. Số lượng người Mỹ thiệt mạng được thống kê ở trên nằm trong cuộc chiến đã cướp đi mạng sống của 2.300 người chỉ trong vòng 5 ngày. Trước việc chiến sự Israel-Hamas đang diễn biến căng thẳng, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết, một số ít công dân Mỹ nằm trong số khoảng 150 con tin bị nhóm vũ trang Hamas của Palestine bắt giữ trong cuộc tấn công chưa từng có vào cuối tuần nhằm vào Israel. Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn, người phát ngôn Nhà Trắng nói rằng những gì mà Mỹ biết về những nạn nhân bị bắt làm con tin chỉ là những điều rất nhỏ, rất nhỏ. Và điều này có thể thay đổi theo thời gian. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, người dự kiến sẽ đến Tel Aviv vào ngày hôm nay, ngày 12 tháng 10, như một phần trong sự hỗ trợ rõ ràng của chính quyền Tổng thống Biden đối với Israel. Thông tin, số công dân Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến đang tiếp diễn có thể tăng thêm. Được biết, quân đội Mỹ đang di chuyển tàu sân bay thứ hai USS Dwight Eisenhower tới Israel như một tài sản sẵn có sau khi USS Gerald R. Ford, tàu sân bay tiên tiến nhất của Hải quân Mỹ và nhóm tàu tấn công của nó đã tới phía đông biển Địa Trung Hải.
Trước đó, Hamas đã đe dọa sát hại các con tin nếu Israel ném bom các ngôi nhà của người Palestine ở Gaza mà không báo trước. Sự hiện diện của các con tin cũng đặt ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan đối với quân đội Israel, vốn không có nhiều dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của các con tin ở dải Gaza sẽ ngăn cản Israel thực hiện một phản ứng mạnh mẽ. Được biết, Israel đã phong tỏa hoàn toàn vùng đất này, thắt chặt lệnh phong tỏa vốn đã khắc nghiệt mà nước này đã áp dụng từ năm 2007 và cắt quyền tiếp cận thực phẩm, nước, điện của 2,3 triệu cư dân Palestine trên dải đất này. Theo các quan chức Palestine, một loạt các cuộc không kích không ngừng nghỉ của Israel kể từ ngày 7 tháng 10 đã biến toàn bộ khu vực lân cận ở Gaza thành đống đổ nát, khiến ít nhất 1.055 người thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị thương. Trước diễn biến leo thang của chiến sự Israel-Hamas, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn đang đàm phán với Israel và Ai Cập để cố gắng sắp xếp lối đi an toàn cho dân thường ở Gaza. Xung đột giữa quân đội Israel và lực lượng Hồi giáo Hamas vẫn đang trong giai đoạn căng thẳng và chưa cho thấy được dấu hiệu hạ nhiệt. Giao tranh giữa hai bên xảy ra đã khiến hàng ngàn người thương vong. Những ngày qua, dưới sự trả đũa của Israel, dải Gaza là nơi diễn ra cuộc giao tranh ác liệt nhất. Các bệnh viện trong khu vực này luôn trong tình trạng quá tải. Ngành y tế khu vực này hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung thuốc điều trị, oxy, cùng với việc mất điện. Những yếu tố sẽ làm gián đoạn hoạt động cấp cứu khiến số nạn nhân tử vong tăng cao. Ghi lại tại hiện trường giao tranh, tiếng còi xe cấp cứu vang lên liên hồi, bệnh nhân đổ về liên tục, không khí căng thẳng bao trùm khoa cấp cứu ở bệnh viện Al-Shifa ở dải Gaza. Cơ quan y tế cho biết, nguồn thuốc men dự trữ ở dải Gaza sẽ cạn kiệt sau vài ngày nữa trong bối cảnh xung đột chưa có dấu hiệu lắng dịu. Một nạn nhân của cuộc xung đột cho biết, khi người này và gia đình đang ngủ thì tên lửa rơi như mưa khiến trần nhà, gạch đá rơi xuống làm nhiều người bị thương và tìm cách chạy trốn khắp nơi. Một bác sĩ cấp cứu tại bệnh viện thuộc khu vực dải Gaza cho biết, bệnh viện không đủ vật tư y tế để điều trị các loại thương tích khác nhau của bệnh nhân. Một số loại thuốc không có sẵn trong kho của Bộ Y tế, ngoài ra còn có nguy cơ mất điện. Hoạt động khám chữa bệnh không thể thực hiện được nếu xảy ra mất điện ở khoa cấp cứu. Theo thống kê sơ bộ ban đầu, chỉ trong vài ngày xảy ra cuộc xung đột giữa Israel và Hamas, quân đội Israel công bố số người Israel thiệt mạng đến nay là hơn 1.200 người. Trong đó, phía Hamas cho biết ít nhất 900 người Palestine đã thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương trong chiến dịch quân sự đáp trả của Israel tại Gaza. Chiến sự tiếp diễn, các bác sĩ lo ngại số nạn nhân sẽ còn tăng nhanh khi cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tại Gaza đang rất thiếu thốn. Cũng theo một vị bác sĩ khác làm việc tại bệnh viện thuộc dải Gaza, việc xảy ra thiếu vật tư y tế, oxy hay mất điện sẽ khiến số bệnh nhân trở nặng và tử vong sẽ tăng lên. Trước việc thiếu vật tư y tế, thuốc men trầm trọng tại các bệnh viện thuộc dải Gaza, Liên Hợp Quốc và các cơ quan viện trợ khác đang đàm phán để gửi viện trợ nhân đạo tới dải Gaza. Ai Cập thông báo sẽ cử bác sĩ và gửi một đoàn xe viện trợ chở đầy thực phẩm và thiết bị y tế đến dải Gaza. Quốc vương Jordan cũng chỉ thị gửi viện trợ nhân đạo và hỗ trợ y tế khẩn cấp cho người Palestine ở khu vực này. Jordan cam kết phối hợp đầy đủ với Ai Cập nhằm xác định nhu cầu của người Palestine ở bờ Tây để triển khai hiệu quả hoạt động cứu trợ khẩn cấp. Xung đột giữa Israel, Hamas diễn ra ngày một khốc liệt hơn, khiến câu hỏi lớn lúc này là thế lực nào trong cộng đồng quốc tế có thể can thiệp để chấm dứt cuộc xung đột đang ngày một leo thang trên. Theo đó, giới quan sát đang hướng ánh mắt về phía Trung Quốc, xem nước này có đóng vai trò kiến tạo hòa bình lúc này không, bởi trước đó, Bắc Kinh đã làm trung gian thành công cho thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Iran và Ả Rập Xê Út. Trước đó, Trung Quốc đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng leo thang xung đột Israel, Hamas và kêu gọi các bên bình tĩnh. Nước này cũng ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho vấn đề xung đột Palestine-Israel. Vào hồi tháng 4, một nhà lãnh đạo cấp cao Trung Quốc cũng đã có vài lời với các nhà lãnh đạo ngoại giao của Israel và Palestine rằng Bắc Kinh sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các nỗ lực hướng tới hòa đàm. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng việc thành lập nhà nước Palestine là giải pháp đáng tin cậy nhất để mang lại hòa bình cho khu vực. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Moscow sẵn sàng hỗ trợ các bên nhằm giảm leo thang tình trạng đối đầu và thiết lập lệnh ngừng bắn. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi các chiến binh Hamas và quân đội Israel chấm dứt bạo lực và hòa giải. Giới chuyên gia cũng cho rằng, nếu các cuộc đàm phán hòa bình bắt đầu, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar sẽ đóng vai trò tích cực do hai nước có liên lạc với cả Hamas và Israel. Ai Cập đã đóng vai trò trung gian hòa giải cho người Palestine và Israel trong các xung đột trước đây, nhưng lần này có thể họ sẽ tránh vì Ai Cập sắp bước vào bầu cử. Trong khi đó, lãnh đạo tối cao của Iran, ông Ali Hosseini Khamenei đã nói
Tất nhiên, Iran sẽ bảo vệ người Palestine. Về phía các nước châu Âu, trong đó có Pháp và Đức, lên án các cuộc tấn công của Hamas và thể hiện sự ủng hộ Israel. Trong khi đó, Mỹ, đồng minh thân thiết nhất của Israel, hứa sẽ hỗ trợ vững chắc cho Tel Aviv. Washington ủng hộ thành lập một nhà nước Palestine trong tương lai, nhưng họ không thể thuyết phục Israel. Theo kế hoạch, Ngoại trưởng các nước thành viên của Liên đoàn Ả Rập gồm 22 nước sẽ họp để thảo luận về những nỗ lực của nhóm các nước Ả Rập nhằm dừng cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza. Theo tạp chí Times, hiện rất ít chuyên gia cho rằng Hamas có thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Hệ thống phòng không vòm sắt Iron Dome của Israel được đánh giá là một trong những hệ thống tối tân tốt nhất thế giới, nhưng nó dường như đã không thể vô hiệu hóa hoàn toàn cuộc tấn công tên lửa của Hamas vào hôm 7 tháng 10. Nhìn từ hậu quả của cuộc tấn công, đây là một thực tế phũ phàng. Israel vào hồi năm 2021 nâng cấp hệ thống nhằm đối phó với những mối đe dọa mới gồm máy bay không người lái UAV tự sát và các loại rocket với số lượng lớn. Tuy nhiên, biện pháp này chưa đủ để ngăn chặn chiến thuật tấn công ồ ạt được Hamas áp dụng trong ngày 7 tháng 10 khi hàng nghìn quả đạn phóng về Israel chỉ trong vòng 20 phút so với khoảng 4.500 quả khai hỏa trong suốt 2 tuần xung đột vào hồi tháng 5 năm 2021. Hiện chưa rõ Israel có bao nhiêu hệ thống vòm sắt Iron Dome. Nhưng dưới áp lực của cuộc xung đột đang leo thang, theo một nguồn tin mới đây, Israel tiết lộ rằng sẽ củng cố, hoàn thiện 15 hệ thống vòm sắt, trong đó có việc gấp rút bổ sung tên lửa từ các gói viện trợ quân sự của Mỹ. Bình luận về hiệu quả của hệ thống vòm sắt Iron Dome, nhà sử học quân sự và giám đốc Bảo tàng Lực lượng Phòng không Nga Yuri Lutov cho hay, mặc dù đây là một hệ thống phòng không tiên tiến và tinh vi, nhưng nó cũng có những nhược điểm có thể bị đối phương khai thác. Một khẩu đội vòm sắt chỉ có thể bảo vệ một khu vực tương đối nhỏ, khoảng 150 km2, và vòm sắt chỉ hiệu quả khi đối phó với một số lượng ít các mục tiêu đang lao tới, nếu tất cả đều tiếp cận từ cùng một hướng. Trong trường hợp có một cuộc tấn công dữ dội hơn, với ít nhất khoảng 100 quả tên lửa vòm sắt của Israel thường không có hiệu quả như kỳ vọng, và có tới 90% số tên lửa vượt quá nó, đồng thời tấn công các mục tiêu đã định. Ông Knutov nêu quan điểm. Nhà sử học người Nga cho rằng các chiến binh Hamas đã cố tình phóng nhiều loạt tên lửa từ nhiều hướng khác nhau để áp đảo hệ thống vòm sắt của Israel. Và điều này đã cho thấy Hamas đã có sự nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm tìm ra cách khắc chế hệ thống bảo vệ tối tân này. Khi hệ thống vòm sắt chặn loạt đạn đầu tiên, nó không thể đối phó với loạt đạn thứ hai được bắn sau loạt đạn đầu tiên gần một chút. Do đó, tên lửa từ loại thứ hai, thứ ba và thứ tư sẽ tiếp cận mục tiêu của chúng mà không hề bị cản trở. Ông Knutov cho biết, đồng thời lập luận rằng chiến thuật của Hamas về cơ bản đã tận dụng tối đa lỗ hổng của hệ thống vòm sắt Iron Dome. Mặt khác, một tên lửa đánh chặn của hệ thống vòm sắt có giá ít nhất 20.000 USD, trong khi tên lửa mà Hamas sử dụng, mối đe dọa mà các hệ thống vòm sắt thường xuyên phải đối phó, chỉ có giá khoảng từ 2.000 đến 3.000 USD mỗi quả. Dù vậy, ông Knutov đánh giá cao khả năng của đơn vị radar của vòm sắt và tên lửa đánh chặn mà hệ thống phòng không này sử dụng, cho rằng cả hai đều khá thú vị. Ông cũng lưu ý rằng, vòm sắt có thể xác định liệu một tên lửa đang bay tới có gây ra mối đe dọa cho khu vực đông dân cư hoặc cơ sở quân sự hay không và tránh lãng phí đạn vào một quả đạn có thể rơi xuống khu vực hoang vắng. Tuy nhiên, trong thực tế, điều này có vẻ như chưa chuẩn xác khi phân tích dữ liệu về đợt tấn công vừa qua của Hamas. Hamas nhiều năm qua đã tìm cách khai thác điểm yếu của hệ thống vòm sắt Iron Dome. Lực lượng này vào hồi năm 2019 tuyên bố có khả năng vô hiệu hóa vòm sắt bằng chiến thuật phóng lượng lớn rocket vào một mục tiêu duy nhất. Tướng Jacob Amit Roh, cựu cục trưởng Cục Nghiên cứu Tình báo Quân đội Israel, khi đó thừa nhận lá chắn đã thất bại trước loạt mưa rocket khi chỉ hạ được 240 trong tổng số 690 quả đạn. Được nhà thầu quốc phòng Rafael Advanced Defense System của Israel phát triển vào cuối những năm 2000, vòm sắt Iron Dome được triển khai lần đầu tiên vào năm 2011 và kể từ đó được lực lượng phòng vệ Israel IDF tích cực sử dụng để chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa. Trong cuộc đánh chặn mưa rocket từ lực lượng chiến binh của phong trào Hồi giáo Hamas dội xuống vào hôm 7 tháng 10, hệ thống vòm sắt của Israel đã hoạt động hết công suất. Song nhiều quả đạn đã lọt qua hệ thống vòm sắt gây ra thiệt hại lớn cho Israel. Sau cuộc tấn công, hệ thống này đang cạn kiệt tên lửa để duy trì bảo vệ Israel trước những đòn tấn công của Hamas chưa biết khi nào mới kết thúc. Theo truyền thông Mỹ, một số vũ khí Israel yêu cầu Mỹ viện trợ khẩn cấp có các tên lửa Tamiz dành cho hệ thống đánh chặn Iron Dome.
Washington Post dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, trong số vũ khí Israel yêu cầu Mỹ viện trợ bổ sung vào cuối tuần trước đó, có cả các tên lửa đất đối không Tamir dành cho hệ thống đánh chặn tên lửa Iron Dome, vòm sắt. Vòm sắt là hệ thống phòng không duy nhất của Israel có thể ngăn chặn hiệu quả các cuộc tấn công rocket từ dải Gaza. Các quan chức Israel đã đưa ra một số yêu cầu cụ thể tới Washington để đáp trả lại cuộc tấn công của phong trào Hamas, bao gồm việc bổ sung các tên lửa dành cho Iron Dome, bom đường kính nhỏ, đạn cho súng máy và tăng cường hợp tác về chia sẻ thông tin tình báo liên quan đến các hoạt động quân sự ở Israel, miền nam Lebanon, nguồn tin cho biết. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo với truyền thông nước này rằng Israel đã đưa ra một số yêu cầu cụ thể mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết những yêu cầu này. Ông Tai Naum, người phát ngôn của Đại sứ quán Israel tại Washington cũng cho biết sẽ không bình luận về nhu cầu quân đội Israel đã được thảo luận với Mỹ. Cũng theo nguồn tin của Washington Post, yêu cầu viện trợ Tamir từ phía Israel là một bước đề phòng nhằm chuẩn bị cho các cuộc bắn phá trong tương lai từ dải Gaza, chứ không phải là dấu hiệu Tel Aviv đã hết tên lửa cho vòng sắt. Cũng theo Washington Post, chiến dịch quân sự đáp trả của Israel ở dải Gaza sẽ kéo dài trong vài tuần nếu xung đột tiếp tục leo thang. Thông tin Israel muốn Mỹ viện trợ thêm tên lửa được đưa ra sau khi Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Ben Cardin khẳng định rằng ý định thúc đẩy luật cung cấp hỗ trợ an ninh cho Israel, bao gồm việc bổ sung hệ thống phòng không Iron Dome càng sớm càng tốt. Cho đến thời điểm này, rất nhiều vấn đề được giới phân tích đặt ra, như việc Hamas đã làm thế nào để qua mặt các cơ quan tình báo sừng sỏ nhất thế giới như Mỹ và Israel để che giấu ý đồ tấn công Israel, trong khi đó các trại huấn luyện của Hamas được xây dựng ngay tại dải Gaza. Mặt khác, việc trang bị vũ khí cho các chiến binh Hồi giáo cũng đang là một ẩn số dần được giải mã, cùng với những bất ngờ lớn liên quan đến di sản quân đội Mỹ. Theo Russia Today, một số hình ảnh và video ghi lại các cuộc tấn công của phong trào Hamas ở miền nam Israel vào sáng 7 tháng 10 cho thấy nhiều tay súng Palestine sử dụng vũ khí của Mỹ, thậm chí trong số này có cả súng chống tăng M136 AT4. Các tay súng Hamas còn cảm ơn Mỹ về số vũ khí họ được trang bị khi tấn công vào một căn cứ ở biên giới giáp với Israel ở dải Gaza. Sự xuất hiện của những hình ảnh trên liền khiến dư luận đặt ra câu hỏi về nguồn gốc số vũ khí của Mỹ đang được Hamas sử dụng. Chuyên gia quân sự, cựu thủy quân lục chiến Mỹ Scott Ritter tỏ ra thiếu lạc quan và cho rằng có sự thay đổi lớn về nguồn gốc vũ khí của các tay súng Hamas trong những thập kỷ gần đây. Ông cho biết, vũ khí được các tay súng Palestine ở dải Gaza sử dụng trong quá khứ hầu hết đều là AK-47. Điều này dần thay đổi cùng với việc Mỹ mở rộng cuộc chiến chống khủng bố ở Afghanistan và cả Iraq. Ông Ritter cho rằng, với số vũ khí Mỹ được sử dụng trong hai cuộc chiến trên, việc một số phần nào đó đã bị tuồn ra ngoài ở thị trường chợ đen không phải là điều gây ngạc nhiên. Chuyên gia Ritter nói thêm, cuộc xung đột ở Ukraine càng làm việc mua vũ khí Mỹ ở thị trường chợ đen trở nên dễ dàng hơn. Việc số lượng lớn vũ khí do Mỹ sản xuất được rao bán trên thị trường chợ đen phản ánh cách quản lý lỏng lẻo của Washington khi cung cấp hỗ trợ quân sự cho đồng minh của họ. Mỹ dường như chỉ muốn có được ảnh hưởng chính trị từ các chương trình viện trợ hơn là việc xem số vũ khí đó có đến đúng địa chỉ hay không. Trong một tuyên bố vào ngày 9 tháng 10, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết vũ khí được Hamas sử dụng ở Israel có thể đến từ viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine. Những vũ khí chuyển giao cho Ukraine đang được sử dụng tích cực ở Israel. Chúng không khác gì kho vũ khí của Mỹ bỏ lại khi rút khỏi Afghanistan và sẽ sớm tràn lan một cách không kiểm soát ở tất cả các điểm nóng. Ông Medvedev cho biết, cũng theo ông Medvedev, tình hình sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn từ đây, đồng thời dự đoán rằng thế giới sẽ chứng kiến xe tăng, tên lửa thậm chí là máy bay được tuồn từ Ukraine ra thị trường chợ đen. Trước đó vào tháng 6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng cảnh báo rằng vũ khí chống tăng do Mỹ sản xuất dành cho Ukraine đang xuất hiện ở biên giới Israel nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Còn theo nữ nghị sĩ đảng Cộng hòa Marjorie Taylor Greene tại Hạ viện Mỹ, Washington phải hợp tác với Tel Aviv để điều tra nguồn gốc vũ khí do Mỹ sản xuất được Hamas sử dụng trong cuộc tấn công vào Israel. Nữ nghị sĩ này hoài nghi một số vũ khí được Hamas sử dụng có thể có nguồn gốc từ Ukraine hoặc Afghanistan và chúng phải được theo dõi để xác định nguồn gốc. Chúng tôi cần hợp tác với Israel để theo dõi số seri trên bất kỳ vũ khí nào của Mỹ được Hamas sử dụng để chống lại Israel. Chúng đến từ Afghanistan hay đến từ Ukraine? Rất có thể câu trả lời là cả hai, bà Greene viết trên mạng xã hội. Vấn đề vũ khí của Mỹ rơi vào tay các phần tử khủng bố hoặc Hồi giáo cực đoan không phải là mới. Năm 2007, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu thu hồi vũ khí từ các chiến binh đảng công nhân người Quds, PKK, bị tiêu diệt khi phát hiện những khẩu súng với số seri thuộc về các chuyến
hàng vũ khí được Mỹ cung cấp cho lực lượng vũ trang Iraq. Vũ khí Mỹ cung cấp cho Ả Rập Xê Út, UAE với mục đích chống lại phiến quân Houthi ở Yemen đang bị chính lực lượng dân quân này chiếm giữ và tái sử dụng trong suốt nhiều năm qua. Một phần số vũ khí này đã lọt vào tay các chiến quân Hezbollah ở Lebanon. Vũ khí do Mỹ cung cấp cho quân đội quốc gia Afghanistan trước đây đã xuất hiện ở vùng Kashmir. Khi cảnh sát Ấn Độ thu giữ vũ khí được các tay súng Hồi giáo cực đoan sử dụng, các loại vũ khí khác của Mỹ viện trợ cho Ukraine thậm chí còn xuất hiện ở châu Phi, tại khu vực Hồ Chad, trong tay quân nổi dậy Boko Haram, chiến đấu chống lại quân đội chính phủ Chad, Niger và Nigeria. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.